Đây, xin chào tất cả các bạn. À, lọc gió xe cúp nha. Này loại à, anh em gắn 50 phân khối nha anh em. Lọc gió xe 50 phân khối. Đó, anh em nào bị lọc gió bị hư, gió vô không đều, xe chạy không ngon thì anh em phải thay cái lọc gió nha. Cái lọc gió là nơi để mà không khí sạch nó vô các bạn. Không khí sạch nó vô, nó hòa trộn với bình xăng con thì máy chạy mới ngon được nha. Cái này thì cái hộp bên đây nó bị bể nè anh em. Đó. Mình sẽ tính giá rẻ cho anh em nha. Còn bên đây là hai cái chốt liền nè. Đó. Rồi, anh em cần lọc gió bình xăng con. Bao tử lọc gió bình xăng con 50. Liên hệ số điện thoại cho màn hình nha. Nó gắn được xe, đèn tròn, đèn vuông thì xài chung hết nha các bạn. Nó chỉ khác 50, 70, 90 thôi. 50 thì cái cổ này nó nhỏ nè các bạn, em lưu ý nha, cái cổ này nó nhỏ nha. 70 90 cái cổ này nó sẽ to. Đây này, giống như ông nội nè. Ông nội đây 70 90 nè, anh em thấy nó to từ đây qua đây luôn thấy không? Còn đây là nó, trong nó nhỏ nè. Đó. Người ta làm để phân biệt cho thôi các bạn, chứ còn to nhỏ thì gió vô nó cũng nhiều chuyện các bạn. Nhưng mà người ta làm để mình phân biệt được là cái đời xe các bạn. Nhìn là biết 50 70 90. Ok, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Nguyên tắc mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Với xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau. Cập ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.